Yes, yes. Yes. Và chúng ta cùng trở lại xe đấu thứ 3 ngày hôm nay. Summer Zip là quân của Yugi MML. Còn Zoman, Craig là quân của Tom và Tiểu Bảy Long. Vâng, bài Craig tươi. Hoàng tử Garek của chúng ta. Đủ, đủ, vâng, đã đủ gô đóng S đầu rồi. Cắt dân đi đóng S đầu đi ạ. Vâng, đóng ở phía bên trong. Vâng, đen. Tiến sư ra con sư tử. Vâng, cứ chết dân là có dấu hiệu thắng rồi. Không sao. Nhớ, xe đấu thứ hai cái trận nào tôn chết dân là trận đấy thắng. Tiểu Long chết dân thì mới là điều nguy à. 22 dân, đã đóng nghe. Một bài 26-1. 26-1 không, cắt dân nên ăn quả. Vâng, cái dốc vô hình nhìn thì không phải là dốc. Rất ghét những cái dốc kiểu này. Thực ra nó phải đến 3 tầng dốc, 4 tầng dốc kiểu như vậy. 25 dân rồi, dừng xin dân chưa anh? 396 thực. Vâng, 8, khoảng 8-20. Vâng, kích đi anh. Trận kỳ đấu này thì cứ chém hết mình thôi. Khi mà Egypt là một loại chống chém mà không một loại thì có phù tuyển, trong khi Summer lại là một loại chống chém tốt. Hơi khó đánh ở kèo thi đấu này, quân là hơi khó. Summer Egypt thi đấu với Garek và Zoman. Chúng ta cùng chờ đợi Thái Bình là như vậy. Kèo khó mới là kèo cần, kèo dễ quá thì các anh lại đánh chủ quan. Homes, 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 Homes,
liệu có phải là một bài dân sọc đơn của Thành Lan không? Đang có 2S rồi. Vâng, dường như đúng là một bài dân sọc đơn, anh không ăn cả. Khá hay. Zoman là một loại quân ép sọc đơn cực kỳ tốt. Khi mà lượng gỗ xây nhà là rẻ, để tăng L và... Vâng, tăng L liên tục được. Habitat, habitat, habitat.
Vâng, quần có màu đánh. Tỷ số là 1-0 ở xe đấu thứ 3 nghiêng về phía của Yugi và Mèo. Ta cùng chờ đợi và đến với trận thi đấu thứ 2 ngay sau đây thôi. Vâng, quân xấu quá tôi chả biết nói cái gì.